Mình lên nhà chị Út của mình, lên thăm nhà chị Út mình. Rồi chị Út mình có nãy mình quay có con chó con các bạn. Thì chị Út mình cho mình nuôi, tại vì con chó này của thằng con của chị Út đem về từ thành phố về á. Cái nó khóc la quá trời nên chị Út không có chăm sóc được nên kêu mình lên cho đem về quê nuôi. Ủa nó tên gì chị Út? Lucky hả? Tên tiếng Anh luôn hả? Trời có lý vậy ta. Lúc kia là may mắn á, vậy là em lấy sự may mắn của chị về đáng chịu rồi nha. Rồi nó ăn dễ không chú? Dễ. Ôi da, ấy, ấy. Rồi. Rất là dễ thương, nó thấy cưng. À, chưa đó nó cắn mình nè các bạn ơi. Rất là dễ thương, nhưng mà có cái là mình đi làm suốt mình không có thời gian chăm sóc, nên là gửi em. Cho luôn chứ không có gửi. Ừ, cho về nhà mới ở nha con. Lâu lâu chở lên cho chị Út thăm mẹ. Trời, cả tháng nay là ngày nào chị Út cũng hai ngày tắm cử các bạn, hai ngày tắm ngày. Rồi bắt chí chải tóc cho nó từ lưa hết. Mà tại nó khóc quá các bạn. Đêm khóc quá chị và gia đình không ai ngủ được hết nên kêu mình đem về nhà mình nuôi. Thì bây giờ mình kiếm cái gì mình bỏ vô ta? Út có gì đựng không ta? Không lẽ ẩm bằng tay về? Ẩm bằng tay nó có cái vỏ. Đây nhà nó các bạn. Đây nhà của bé Lucky kia các bạn. Nó cũng đơn sơ, nhà 2 tấm rưỡi à. Nhà 2 tấm rưỡi. 2 tấm tôn đó. Dạ. Mình kiếm cái gì? Đây sẵn mình ra đây mình thăm cái con sám luôn các bạn. Đó, mỗi lần đó nó nhớ mình là nó múa tay múa chân mừng lắm. Đó, mỗi lần lên đây mình cũng nhớ nó các bạn. Kinh lắm các bạn. Dạ, được rồi. Rồi thôi mình chia tay con sám ở đây, mình mượn chị Út cái thùng này. Mỗi hôm này cái mình lấy cái nồi dẻ mình bỏ vô. Đó mình dẻ rồi mình lót nó các bạn. Rồi sao không? Rồi theo cha về con. Rồi cưng rồi. Lấy cọng dây luôn không? Thành tháo nó ra. Phải bỏ xiềng xích chứ. Dưới là thở, dưới thì dọc đường nó nhảy ra làm sao? Không, nhưng mà nó không biết sao gỡ tại. Đó, chỗ này là nó ruột riết nó còn gỡ đây nè, cộng dây này nè. Dây này nè. Đó. Nó ruột ra riết nó còn gỡ được đây. Ồ, thằng bé này. Rồi các bạn ơi. Thằng bé này cho mình đi theo tiếu không? Rồi chia tay các bạn thôi, mình lên xe mình về nhà các bạn ơi. Nãy giờ mới mua ghế tập quá, mua bịch xúc xích các bạn. À nãy giờ nó chậm chậm ra các bạn. À, nó chậm chậm ra nó ra đường. Mà nãy giờ mình chạy 7-8 cây số rồi, mình giờ mình về nhà mình là một cây nữa là 10 cây. Đó nãy giờ nó nằm nó rút vô cái hộp các bạn. Đó, tiếp không? Đó, giờ mình về nhà các bạn. Đó, nó ngó, nó ngắm cảnh nãy giờ. Mình trên đường về, mình hai bên là ruộng các bạn. Rồi mồ mả ông bà cũng chôn, cũng trồng trồng đây. Rồi nãy giờ trời mưa đen kịt luôn, chuẩn bị mưa lớn nữa các bạn. Đi ngang cái kênh rồi đám thanh long các bạn. À, có ngôi chùa nè, nhà mình gần chùa các bạn. Bé lè lưỡi xung quanh.
quanh là thanh long rồi cỏ trồng thử bò các bạn. Thế thì nhà mình không có trồng cây gì hết, nhà mình trồng kiểng không ạ. Đó, gần tới nhà các bạn. Này cái chỗ này mình hổm mình câu cá đi chụp cá nè, để chặt vừa nước cái chỗ này nè các bạn. Đó, xung quanh đây người ta có trồng bưởi các bạn. Đó, đây có hàng cây dừa. Đây con kênh xanh xanh nói liền với tuổi thơ của mình các bạn. Đó, đây cái nhà của mình các bạn. Rồi, rồi, Lucky ơi, Lucky à, vô nhà cha nè con. Đây, chút xíu nữa là rớt Lucky đất rồi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Mình trượt tay. Đây ba mình các bạn. Bữa nay mưa gió nữa rồi. Đó. Ba mình lấy cái cây hái gất các bạn. Ba bữa nay chị Út cho con chó rồi ba. Nè chó cực kỳ hay vui luôn. Nó tên Lucky nha. Nè coi nè nó buông ra là nó chạy tưng tưng đã lắm nè. Ra con. Lucky. À đi ra. Ra con. Ra đây. Ngày đầu tiên tới nhà cha mà. Ra con. Ra. Ơi, giỏi rồi. Rồi ra. Rồi, ngoan nha không? Mới về tới nhà các bạn ơi. Mà nãy giờ vừa thả xuống cái con lu nãy giờ nó sủa quá trời sủa. Em mà con cưng đi. Em á mày uống nữa nè. Cưng em nha không? Ừ. Cha cưng hết nha, không có đứa nào mà cha không cưng hết đó nha. Ừ. Ngoan không? Không có cắn em nha không? Tại vì hai đứa này là nhỏ nhất nhà các bạn. Rồi đứa này nhỏ nữa thì nó sợ tổn thương của nó, của mấy đường nó chuyện qua này. Ủa ba mình hái gớt chưa các bạn ơi? Sủa vậy? Đó. Ba mình lượm được mấy trái dừa khô. Biểu coi. Đó, trái gớt các bạn. Trái gớt dưới đất nè. Ừ, nãy giờ ba mình đi hái gớt. Cái gớt này để nấu sôi các bạn. Trời, nấu sôi ngon lắm á. Đó. Mà ở đây có 5-7 ngàn viên ký à. Nói chung là cũng sống được. Đó. Làm gì mày? Đó. Đợt không hả? Đợt. Con Út ở kia hả? Út nào? Chị Út trên chỗ chỗ của anh Mã cho nó. Bây giờ mình xúc cho tụi nó ăn xúc xích các bạn. Trời mưa nữa rồi. Ở đây bẻ mà. Rồi nó đi chơi. Rồi chưa ráo nó theo cha mình rồi. Bẻ ơi, không có cắn em à. Nè. Nè. Thôi nó dữ hơn. Rồi nó xử mày kia luôn. Ê, cắn tôi hả mấy ông? Cho thằng bé ăn riêng. Dữ hơn mấy kia quá à. Giận.
đây. Từ từ nha, từ từ. Từ nha, từ. Đó. Đưa xuống là hai kia xử liền hết, không còn miếng. Lũng không còn miếng liền. Em bé ăn từ từ. Sao nó về cho cưng không? Kiểu này mút đồ xúc xích đâu có đồ ăn. Mai cho ăn món khác nha. Ủa xúc xích nó chê hay gì ta? Mấy con chó là tội nghiệp các bạn. Hai con chó con lưu với con mèo thì mẹ không có, mình nuôi từ nhỏ. Còn đứa này, còn đứa lúc kia mới nhận về các bạn, của chị Út cho là. Thì cũng nói chung chắc bạn của con chị Út nó cho hay vậy, hay là xin gì không biết. Nên về đây hổng rày chắc vắng mẹ hoặc vắng anh em rồi các bạn. Cái này nào bạn, nó vắng mẹ hoặc nó vắng anh em rồi nên nó khóc sùm mà cả tháng nay nó không, nó lạnh lẽo cô đơn các bạn, nó có một mình nó nên nó khóc sùm mà nên chị Út biết mình thích nuôi chó các bạn nên chị Út cho mình kêu mình lên cho bé lúc kia này cho mình nuôi chứ chị Út cũng không có kinh nghiệm nuôi chó các bạn nên cũng sợ chăm sóc thiếu thốn. Nè ăn đây. Được không? Dứt hết đây. Hết rồi. Hết rồi không? Cưng lắm các bạn. Tự nhiên giờ mình có thêm một bé Lucky đẹp trai nữa các bạn ơi. Mà tụi nó tội nghiệp quá. Để trai đi làm chút xíu có kiếm thiệt là nhiều tiền về mua thức ăn cho tụi con ăn. Mấy đứa này cưng quá. Đứa nào cũng cưng hết các bạn. À, đứa này cũng cưng nữa nè. À. À, cưng nhau nha không? Ừ. Cưng nhau. Không có tranh đua ăn hiếp nhau nha không? Cha cưng hết. Cha ẩm hết mấy đứa con này trời. Một tay cha ẩm được hết. Thằng đen cũng đòi ẩm đó. Thằng lu cũng đòi ẩm đó các bạn. Trời ơi. Trời sủa không sùm. Trời ơi nó ganh đua. Trời thằng nhỏ mà nó ganh đua các bạn. À thôi một mình ẩm à, ẩm một mình con à. Ẩm một mình con à. Thôi xin chào xin chia tay các bạn. Mưa rồi. Thôi giờ mình vô mình kiếm gì mình cho thằng Lucky ăn các bạn. Trời ơi ẩm mình nó thôi, ẩm hai thằng kia là nó quậm hai thằng kia liền. Trời. Mới mà dữ dằn không? Trời mới mà dữ dằn quá. Thôi chia tay các bạn và hẹn là các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.